Minh nghe thấy rồi, chưa gì hết là Minh đã nghe liền chắc chắn rồi. Bài này thì chắc là ai cũng thuộc ha. Trực tiếp kiểu nó mờ nhỉ? Phát trực tiếp kiểu nó mờ nhỉ? Phát trực tiếp kiểu nó mờ nhỉ? Phát trực tiếp ấy. Nhưng mà tùy theo cái máy nó. Hả? Mờ là rồi, nhưng mà nó theo cả nó theo chất lượng máy. Máy mày xịn thì nó đã mờ. Tụi bài của tôi là từng đi quay đằng sau. Ơi em. Hả? Chạy quá hả? Vì nãy ta nói rồi mới tính hết rồi mọi người. Còn mình vào nhìn thôi khai trà. Mình lần lượt thì mình sẽ hát những bài hát của các bạn yêu cầu ha. Nếu mà các bạn giọng khỏe tí xíu thì lên hát cho mình, còn không là có thể hô thật to thì mình nghe thì mình sẽ cố gắng hát tất cả các bạn các yêu cầu ha. Chỉ còn là mọi người ở lại với Minh nha, đừng có đi về nha. Tình yêu chúng ta đến nhau, tình yêu chúng ta.